Hello, con gái hả? À, hôm nay sinh nhật con. À, ba muốn mua đồ cho con ăn, con thích ăn gì nói ba nghe coi. Tôm hả? À, rồi ba mua cho con tôm ha. Dạ. Anh ơi, tôm này nhiêu ký anh? 500.000 một ký. Thì đắt gì vậy? Không mua rồi đi chú ký. Không có tiền mà đòi ăn tôm. Thôi bác nuôi nửa ký đi. Rồi, chờ xíu. Đây, đợi một lát. Chỗ tôm này tôi mua hết. Dạ được, để em chuẩn bị ngay. Thôi, không mua nữa. Ông nói chỗ này nửa ký đúng không? Ông bán hàng không có tâm gì hết. Đây là lừa người khác. Ông có tin là tôi tố cáo không? Dạ xin lỗi anh, tại thời buổi làm ăn cũng không dễ dàng gì nên em... Ông này ông không dễ hả? Công nhân họ lại càng không đấy. Này người anh em, làm người ấy, là phải có lương tâm. Chỗ này tôi mua hết, bây giờ anh cân lại giúp cho tôi đi. Này ông ơi, ông đợi chút xíu. Ở cháu ở trong chợ á, thì bây giờ là hết cái hành tây rồi, ông đổi cho cháu chỗ này nhé. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ.